Vâng, một lần nữa Quốc Hùng kính chào tất cả anh em, và trong video hôm nay thì Quốc Hùng sẽ test nhanh một sản phẩm mà Quốc Hùng đã có video giới thiệu với anh em về chi tiết, đó là dòng USC Audio bên Lý 1602 bao gồm ly. Thì con này thì hôm nay em sẽ test hoạt động của nó và chất âm của nó để gửi đến anh Chiến Bình Dương. Dòng USC Audio File Audio BL1602 là dòng bao nguồn sung và chạy 16 so và công suất cực kỳ là khủng, lên đến 1600W, công suất ra loa 500W trên một kênh. Đây. Và chi tiết của nó về cái hoạt động của cái con bao này thì hôm nay em sẽ test cho anh em luôn. Và cái nội thất bên trong thì video trước em cũng đã có quay cho anh em rồi, anh em tham khảo. Sử dụng tất cả linh kiện cực kỳ là tốt. Rồi đi vào thì em xin tắt đi, tắt đi nha nào. Rồi sẽ bật lại nha. Đây. Anh em để ý, rồi trở lên nháy nha. Và về giờ thì chúng ta chỉ việc là mở nhạc và thưởng thức thôi. Kênh 1 nha, kênh 1. Kênh 2 này. Đấy. Hoạt động rất là ok. Và tắt này, không oxy hết nha anh em. Lo là em đánh với lo Reaper 935. Reaper 935 thì nó sở hữu là một bát 40, một trung 20 và một trép càng. Với cái đôi lo này thì phải gọi là cực kỳ là khủng, gần như là đời cuối của dòng ba số nha anh em. Gần đời cuối những dòng ba số của Reaper, và lo cũng cực kỳ là khủng luôn và lo rất đẹp. Thì đôi lo này bên em đang bán với giá là 30 triệu. Giá là bao ship toàn quốc cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu dòng lô này thì liên hệ với Quốc Hùng nha. Rồi đi vào test chất âm của nó luôn, và anh em thưởng thức chất âm của USC Berlin 1602.
thì con bao này thì hoạt động rất là ok, và tiếng của nó thì phải gọi là những dòng WC thì nó cho ra ba giải cực kỳ là tốt đó. Đặc biệt về giải trầm của nó thì viễn chơi anh em nha, tiếng bass xuống cực kỳ là sâu và tiếng nghe rất nặng, rất nặng, nghe tiếng bass cực kỳ là đã luôn. Rồi thì em cũng gửi lời tới lời cảm ơn đến anh Chiến ở Bình Dương đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh Đồng Thành của ông. Giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây và đóng hàng để gửi tới anh Chiến, anh được nhận được hàng sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.